đẹp luôn nè anh chị. Arsen dòng này thì nói chung anh em đi bao bền nè, thích hợp anh em mình mua về chạy gia đình nè, chạy dịch vụ nè, xe qua liên quan cưới nhỏ sinh nhật nè, móc 2019 nè, dính nguyên con không một lỗi nhỏ luôn anh chị nha. Chỉ mỗi tội là dính dấu chân mèo thôi. Mèo đâu bò lên nè. Giờ đang cho rửa. Thì dòng này động cơ máy 1.4 MT đăng kiểm tới cuối năm sau. Cuối năm nay chứ nhầm. Full đồ chơi rồi. Vô lăng tích hợp nè. Màn hình nè, dòng này chạy 100 cây số, 5.5 lít xăng nha anh chị nha. Dính nguyên con không một lỗi nhỏ bao xài với chị em mình luôn. Thì anh chị nào thích cái mẫu này thì nhắc máy alo bé Thịnh mình qua số là 0834 333 371, 0866 678 971. Gin toàn tập, anh em mình quan tâm thì qua đây lựa nha. Dòng xe mà tầm từ 200 cho đến 400 bên em còn khoảng 60 xe rồi. Anh em qua lựa thoải mái, lái thử vô tư. Em cảm ơn và hẹn gặp anh em mình ở những clip tiếp theo. Anh chị nào chưa đăng ký bấm đăng ký kênh để cập nhật nhiều video nha. Rất là mãi là yêu anh em mình luôn nha. Anh em nào chưa đăng ký thì bấm đăng ký chia sẻ nha, ủng hộ anh Thịnh nha. Cảm ơn anh chị em mình nhiều, anh chị em mình ơi. Quá trời luôn nè. Đó, qua lựa nha. Cho nợ bán thiếu giao lưu bù trừ.